mách các nàng xinh đẹp 7 bước để chúng ta lái xe an toàn hơn và duyên dáng hơn. Rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta khi lái xe thì thường là hay hồi hộp và lo lắng khi lái xe. Trong video ngắn ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các chị em xinh đẹp 7 bước để chúng ta tự tin lái xe an toàn và duyên dáng. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy giúp mình chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê bên dưới. Hãy nhấn vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo. Các bạn có góp ý, đóng góp gì hay, hãy comment vào phần bình luận để chúng ta có thể trực tiếp tương tác được với nhau. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lý Lê. Quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay về 7 bước để chị em phụ nữ chúng ta tự tin lái xe. Thông thường khi nói đến lái xe thì mặc định được nghĩ là các anh em cánh mày râu. Tuy nhiên với cái xã hội phát triển hiện đại bây giờ, chị em phụ nữ cũng rất là độc lập và tự tin trong cái việc lái xe. Vì vậy mà rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta đã lựa chọn xe hơi là một phương tiện để chúng ta di chuyển đi lại để thuận tiện hơn trong công việc, cũng như là tốt hơn trong việc bảo vệ sức khỏe chúng ta. Vậy thì 7 bước để chị em phụ nữ xinh đẹp lái xe an toàn hơn và tự tin hơn, đó là 7 bước mà các nàng nên nhớ. Bước đầu tiên, trước khi chị em chúng ta lên xe, chúng ta hãy điều chỉnh ghế ngồi. Việc điều chỉnh ghế ngồi sẽ giúp chúng ta ngồi thoải mái hơn, làm sao cho chân của chúng ta điều khiển được chân phanh và chân ga dễ dàng để lái xe xử lý trong mọi tình huống. Ở bước thứ hai, các bạn nên thắt dây an toàn trước khi chúng ta lái xe. Việc thắt dây an toàn không những đảm bảo an toàn cho chúng ta, khi mà chúng ta lái xe không thắt dây an toàn thì các bạn lái xe nếu gặp sự cố mà phanh gấp rất có thể sẽ gây nguy hiểm khi chúng ta bị va đập vào táp lô hoặc là cửa kính của xe. Ngoài việc cài dây an toàn giúp chúng ta an toàn hơn khi lái xe thì việc thắt dây an toàn cũng giúp chúng ta không bị với cái nghị định 100/2019 của nghị định chính phủ được ban hành vào ngày 1/1/2000. Việc mà người lái xe ngồi trên xe không thắt dây an toàn sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Đối với người ngồi sau xe sẽ bị phạt từ 300 đến 500 nghìn. Vậy thì các nàng nên nhớ hãy thắt dây an toàn để chúng ta đảm bảo hơn cho chúng ta lái xe và không bị phạm luật. Sang bước thứ 3, các nàng hãy kiểm tra chân phanh và chân ga trước khi xe của chúng ta di chuyển. Việc kiểm tra chân phanh và chân ga sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Thử chân phanh 3 đến 4 lần, chân phanh của chúng ta mà mềm mại, sử dụng lên xuống được thì có nghĩa là chân phanh của chúng ta vẫn hoạt động tốt. Nếu chân phanh của các bạn mà bị cứng, hãy đưa xe tới một đơn vị nào đó để kiểm tra cho chân phanh của chúng ta an toàn trước khi xe của chúng ta lăn bánh. Bước thứ 4, các nàng cần kiểm tra gương chiếu hậu. Việc điều chỉnh gương chiếu hậu hai bên sẽ giúp chúng ta quan sát tốt hơn ở hai bên, cũng như là khi chúng ta sang đường hoặc khi chúng ta lùi vào một vị trí nào đó để chúng ta không bị cản tầm nhìn. Do vậy chúng ta sẽ lái xe tốt hơn và quan sát khi chúng ta lùi cũng như là sang đường tốt hơn. Bước thứ 5, không nên đạp thốc chân ga. Việc đạp thốc chân ga sẽ khiến xe của chúng ta di chuyển nhanh mà các bạn không kiểm soát được tốc độ. Như vậy thì rất là nguy hiểm. Rất có thể xe của chúng ta không được kiểm soát mà đã va chạm. Hãy nhấn chân ga từ từ. Và đối với chân phanh thì không nên phanh gấp. Việc phanh gấp rất có thể khiến chúng ta bị đập đầu vào vô lăng, hoặc là xe đằng sau rất có thể sẽ húc vào xe của chúng ta. Vì vậy là không nên phanh gấp khi xe của chúng ta đang chạy. Các bạn hãy điều khiển xe và dà phanh của chúng ta từ từ. Các nàng hãy nhớ điều này nhé. Bước thứ 6, không nên sử dụng điện thoại khi lái xe. Rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta có thói quen là vừa lái xe và vừa nghe điện thoại. Một số chị em phụ nữ còn vừa lái xe và vừa đánh son môi ở trên xe. Việc này là hoàn toàn không nên. Chỉ cần 10 đến 15 giây mà chúng ta không quan sát được, rất có thể chúng ta không xử lý được những cái tình huống không ngờ trên đường xảy ra mà rất nhiều người đã phải hối tiếc. Vậy nên các nàng hãy nhớ không nên sử dụng điện thoại khi chúng ta đang lái xe ô tô. Bước thứ 7, các bạn có thể sử dụng một chiếc màn hình thông minh kết nối Bluetooth với điện thoại của chúng ta để bạn có thể rảnh tay lái xe mà vẫn trả lời được những cuộc điện thoại quan trọng, cũng như là không bỏ lỡ công việc của chúng ta.
Vừa rồi mình vừa chia sẻ với các nàng 7 bước để chúng ta lưu ý khi chúng ta lái xe an toàn, và mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn. Thứ nhất là trước khi lái xe các bạn cần kiểm tra ghế ngồi điều chỉnh cho phù hợp. Thứ hai là nên thắt dây an toàn trước khi xe lăn bánh. Thứ ba, các bạn nên kiểm tra chân phanh và chân ga xe của chúng ta. Thứ tư là nên kiểm tra gương chiếu hậu để chúng ta quan sát tốt hơn. Thứ năm, không nên đạp thấp chân ga và không nên phanh gấp. Thứ sáu là không nên sử dụng điện thoại khi lái xe. Và thứ bảy là nên trang bị cho xe của mình một chiếc màn hình thông minh để các bạn sử dụng được những ứng dụng thông minh giúp chúng ta lái xe an toàn hơn trên mọi nẻo đường. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê bên dưới. Hãy nhấn vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo. Xin chúc các làng xinh đẹp lái xe an toàn, vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.